Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Chay. Và ngày hôm nay Đại Nghĩa cùng với cô Cẩm Vân cũng đã quay trở lại với chương trình chúng ta để giới thiệu cho quý vị khán giả những món ăn chay hấp dẫn, ngon miệng và cũng vô cùng đẹp mắt. Ở đây chúng ta thấy có đậu hũ thì ngày hôm nay có lẽ chắc chắn là chúng ta sẽ làm món đậu hũ chiên. Có cái rau cải này thì có lẽ là chúng ta sẽ nấu canh cải. Có nấm thì có lẽ là chúng ta sẽ làm nấm kho. Còn cái này là cái gì đó thì không có biết, không biết là món gì thưa cô. Thưa cô giới thiệu cho mọi người biết hôm nay mình làm món gì vậy cô với những cái nguyên liệu này. Với nguyên liệu đậu hũ cây, đậu hũ non, cải thìa, nấm cây, nấm đông cô tươi, nấm rơm và cái nguyên vật liệu mà Nghĩa nói không biết là cái gì, Nghĩa đã nhớ ra chưa? Đó là tóc tiên. Đúng rồi, đây là một loại rong biển. Và với các loại gia vị như hạt nêm, nước tương, đường, dầu hào và một ít bột năng. Dạ. Chúng ta đang chuẩn bị thực hiện món đậu hũ bách hoa. Đậu hũ bách hoa, biết chứ. Không biết mà chẳng qua nãy con không muốn nói thôi. Nào rồi, thế biết mà không muốn nói thì bây giờ lại rời qua bên này để chuẩn bị làm cái không muốn nói của mình đi nghe. Dạ. Bây giờ đậu hũ thì các bạn có thể mua đậu hũ khuôn, đậu hũ non á mà khuôn tứ hình vuông. Hoặc là chúng ta có đậu hũ cây như thế này. Và chúng ta có tùy ý, các bạn có thể muốn cắt như thế nào cũng được cả. Thí dụ như bây giờ tôi sẽ cắt theo cái dạng vậy. Cắt tròn. Cắt khoanh khoanh như thế. Vâng, cắt theo khoanh. Thông thường nhất. Đây là đơn giản nhất. Nhưng mỗi khi nhà có khách, mình muốn đẹp hơn thì mình có thể là mình sẽ làm theo kiểu khác. Dạ. Ủa, tôi nghĩ không thắc mắc là cô làm kiểu khác mà sao cô vẫn đang dùng dao cô cắt nè. Thì con nghĩ chắc là cô cắt xong rồi cô mới làm kiểu khác được chứ, đúng không cô? Đúng rồi, cậu này rất là thông minh. Rồi nha, bây giờ đây chúng ta sẽ chuẩn bị một cái khuôn hình hoa. Cái này thì mình mua ngoài chợ phải không cô? Mua chợ. Nó có những cái khuôn hoa lá này kia rất là nhiều. Con thấy vậy. Mình sắn một cái. Nhưng mà với điều kiện là tất cả những cái vụn này chúng ta sẽ dùng để chúng ta nấu canh. Dạ, dễ thương quá. Bây giờ cô để đây cho Nghĩa này. Nghĩa có thích làm không? Dạ thích. Đang muốn thích làm rồi đó. Làm đi. Với cái vụn vụn này thì con nghĩ là mình có thể làm món canh hoặc là làm cái món gì mình quậy 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 mình cho nó chung á cô. Không có quậy quậy, đậu hũ không có quậy quậy, làm canh thôi. Rồi con sắn con tạo hoa đi. Trời ơi dễ thương chưa? Dễ thương quá. Quá được. Đó. Rồi mấy cái này thì sao cô, mình bỏ và mình luộc hả cô? Từ từ cứ làm xong đi đã, cứ tạo hết cái hoa dễ thương của Nghĩa đi. Cái vụn thì bỏ vào đây cho cô. Dạ. Làm cái này phải nâng niu nó một tí. Đúng rồi. Chứ không nó bị bể xấu lắm. Nghe tên đậu hũ bách hoa thì con nghĩ rằng đây là một cái món ăn giống như là trong cái bàn tiệc của mình chứ không phải là cái món ăn cơm hàng ngày. Đúng rồi, thường là chúng ta sẽ dùng món này để đãi khách. Dạ. Mặc dù làm rất là đơn giản, không khó, nhưng mà bởi vì cái tính cầu kỳ của nó. Dạ. Nội thấy cái việc bây giờ kêu con làm cái đậu hũ hình cái bông hoa con thấy cầu kỳ rồi đó. Rất đẹp. Cô đang chuẩn bị sẵn một chảo nước sôi. Và trong cái chảo nước sôi này chúng ta sẽ cho vào đây một ít muối, chút xíu đường, một ít dầu ăn. Sau khi chúng ta đã có nước sôi này, chúng ta cho vào đây một ít dầu ăn, một ít muối, một ít đường. Thì chúng ta sẽ luộc cái phần đậu hũ này. Mình luộc trong khoảng lâu không cô? Mình phải luộc cho đến khi cái đậu hũ này nó chắc trong phạm vi khoảng chừng 2 phút. Cô Vân nghĩ thế. Dạ, tức là trong cái nước này mình cho một chút muối, cho một chút đường, một chút dầu ăn. Đường và một chút dầu ăn. Dạ. Đây. Bây giờ phần cải thìa thì tùy mùa. Có mùa thì nó có những cái cải thìa bé bé xinh xinh. Có mùa thì nó lại hơi lớn, thì chúng ta không có câu nệ lắm, bởi vì nếu mà có mùa nào thì mình phải chịu mùa đó thôi. Thì chúng ta sẽ tách nó ra như thế này. Rồi. Nếu mà với những cái cải thìa bé thì quá đơn giản, chúng ta sẽ chẻ đôi.
kẻ đôi như vậy thì chúng ta phải cần nhiều cái cải thìa. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dùng cái bẹ bên ngoài. Mình sẽ giữ cái lá cải và cái đậu hũ nhỏ này để tí nữa cô cháu mình sẽ làm một nồi canh ha. Dạ. Rồi. Bây giờ thì chúng ta phải làm ngay một cái việc đó là chuẩn bị để mà vớt đậu hũ ra. Rồi Đại Nghĩa có thể vớt dùng cô không? Được. Vớt cái này cũng phải cẩn thận sợ nó bị bể, nó mất đẹp cái hoa của mình. Con bỏ lên đây nha cô. Đúng rồi. Luộc tầm khoảng 2 đến 3 phút. Từ 2 đến 3 phút. Bây giờ trong khi Đại Nghĩa đang vớt đậu hũ thì tôi đã chuẩn bị sẵn cái phần cải thìa. Chúng ta đã cắt như thế này. Để sau khi Đại Nghĩa vớt đậu hũ xong thì chúng ta sẽ lại làm tiếp tục phần cải thìa. Phần còn lại là tôi sẽ cắt nhỏ các loại nấm. Dạ, con làm xong. Rồi, bây giờ nước vẫn đang tiếp tục sôi. Trong này cũng đã có dầu và đường với muối. Chính dầu và đường muối sẽ làm cho phần cải thìa này còn giữ được màu xanh. Rồi Đại Nghĩa bỏ vào hết cô ha. Mình chắc có lẽ là mình trụng sơ thôi phải không cô? Đúng, nhưng mà mình vẫn phải đợi nó sôi trở lại. Cho nó chín. Tại vì nếu nó không sôi trở lại thì mình ăn mình dễ bị đau bụng. Dạ. Mình thấy nó cải thìa nó có cái màu xanh đẹp quá nè. Đúng rồi. Nó nấm là mình sắc nhuyễn ra hết hả cô? Nấm thì sắc nhuyễn. Tí nữa Đại Nghĩa vớt cái phần cải thìa để vào đây cho cô. Nấm rơm, nấm đông cô. Nấm đông cô và nấm cây. Bằm nhuyễn ra. Mình cũng không cần phải bằm nát nhuyễn. Nói chung là mình cắt nhỏ. Con nghĩ là cả vậy là được rồi đó cô. Rồi, được rồi. Dạ. Để con gấp ra. Nó có cái dầu ăn nó bám trên cải, nó có một cái độ bóng mượt độ đẹp bóng mắt. Mượt. Và cải vẫn còn xanh mướt. Dạ. À, như vậy là con thấy trong mấy nhà hàng á thì người ta làm cái món mà cải thì luộc mà người ta chấm với dầu hào á cô. Người ta dọn là một cái dĩa cải mà nó xanh mướt mà nó cái bóng lên như vậy nè. Thì ra là cái cách làm là vậy đây, đơn giản thôi. Nhưng trong nhà hàng thì người ta sẽ lại đa phần người ta sẽ không dùng đường và muối. Bởi vì đường và muối thì nó không có nó giòn, nhưng mà có nhiều người ăn người ta còn thích giòn giòn sật 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 như vậy. Thì bây giờ ở trong nhà hàng người ta lại sử dụng nước cho tàu pha loãng. Dạ. Rồi. Bây giờ tôi đang chuẩn bị một cái chảo để chúng ta làm cái sốt chan lên cái đậu hũ bách hoa. Bây giờ chảo nóng. Chúng ta sẽ cho vào đây một dầu ăn. Không khử bằng Poirot hay bất cứ một loại gia vị nào khác nhé. Chúng ta sẽ làm cho nóng nè. Mình cho cái phần nấm vào mình xào trước. Đúng rồi, cho nấm vào xào trước. Bây giờ Nghĩa nêm gia vị cho cô nhé. Dạ. Gia vị ở đây thì mình sẽ gồm có nước tương, dầu hào, hạt nêm, đường và một tí xíu bột năng pha loãng. Đây, bây giờ nhờ Nghĩa cho vào đây cho cô nè. 2 muỗng nước tương. Chúng ta cho vào đây nước tương rồi phỏng nào. Dạ. Bây giờ Đại Nghĩa cho vào đây cho cô một muỗng đầy dầu hào. Một muỗng đầy dầu hào. Xong, đây cô vét xuống nào. Rồi. Rồi, cô sẽ cho vào đây một xíu hạt nêm và một ít xíu đường. Rồi đặc biệt là mình phải cho vào đây một ít nước. Wow, cái nước sốt hấp dẫn à. Bây giờ đợi cho cái hỗn hợp này nó sôi lại ha. Sôi lại thì Nghĩa khuấy cho cô cái bột năng, khuấy đều lên. Để tạo cái độ sền sệt phải không cô? Đúng rồi, để tạo cái độ sệt. Hồi nãy trong quá trình mình làm tắc tiên á,
Cô có nói là mình phải ngâm nước nè. Bây giờ mình sẽ lấy cắt kéo ra. Bây giờ sau khi tóc tiên ngâm mềm rồi, mình sẽ lấy kéo mình cắt ngắn. Dạ, bột năng xong rồi cô. Xong chưa? Xong ha. Rồi bây giờ cô Vân mở nhỏ lửa nè. Cô sẽ cho bột năng vào đây cô khuấy. Bột năng là rất ít nha, chỉ một tí thôi để đựng nước nó hơi sánh thôi. Nếu mà nhiều quá là không ngon. Dạ, hơi sánh rồi đó. Rồi như vậy là được. Và cuối cùng thì mình sẽ cho tóc, tóc tiên. Quá hấp dẫn. Thấy cái nước sốt nó ngon rồi, là coi như là cái món ăn mình xong. Ngon rồi đó. Bây giờ nước sốt là xong. Như vậy là bây giờ cái món mình chuẩn bị là dọn lên thôi đúng không cô? Chỉ dọn lên thôi. Dạ. Và bây giờ mình sắp xếp ha cô ha. Cho nó đẹp đẹp, nó hoành tráng chút xíu. Tại cái món này là mình món mình đãi tiệc, mình món mình đãi khách mà. Nhưng mà cái đĩa thì nó phải hơi sâu sâu nhá. Dạ. Yeah. Chứ không được làm cái đĩa nông. Tại vì cái món này mình có nước sốt nữa mà. Có nước sốt. Mình xếp thành cái như cái hoa cô ha. Mình xếp như cái hoa. À, bây giờ thì mới hiểu tại sao cái món mình có tên là đậu hũ bách hoa. Bách hoa tại vì đậu hũ cũng hoa. Dạ, nó trăm hoa đó. Dạ. Đó bây giờ là một cái hoa lớn rồi đó. Rồi. Bây giờ mình rất là cẩn thận khi mà mình cho cái đậu hũ này vào. Dạ. Sắp vào cho đẹp. Được không? Là nghĩa phụ cô đi. Đừng lấy nước nha. Làm thật khéo, xếp đi. Rồi cô làm nóng lại cái nước sốt này để chuẩn bị xong là mình dưới vào này. Rồi, quá đẹp. Bách hoa. Bây giờ nước sốt thì mình chan lên nè cô. Bây giờ trước khi mà mình chan nước sốt thì mình để cho các bạn xem thấy là cái đĩa của mình dễ thương luôn nè. Các bạn thấy rất là dễ thương và không cần có màu đỏ đâu, chúng ta chỉ như thế này thôi. Bây giờ tôi sẽ chan nước sốt. Cái món này mình có ăn kèm với cái gì không cô, hay là mình ăn không thế này thôi? Nếu mà mình sợ lạt thì mình nêm một ít mà mình cho mình dọn kèm một cái đĩa nước tương. Yeah. Nhà mà không vô chén nha. Một cái đĩa nhỏ nhỏ. Dạ. Nhưng mà mình ăn với bánh mì hay mình ăn với cơm hay gì cô? Ăn cơm, ăn không mình ăn chơi. Dạ. Đây là một trong những món khai vị khá ngon. Đây là một trong những cái món khai vị khá ngon mà con nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp với những cái ngày hè nóng bức. Bởi vì cái tính chất mát của đậu hũ nè, cũng như là cải nè và nấm nè, rồi tất cả những cái vị này, vị ngọt từ nấm cùng với cải thì rồi đậu hũ nó ra, nó sẽ tạo thành một cái hương vị rất là đặc biệt trong cái món ăn này. Đây là món đậu hũ bách hoa mà hôm nay cô Cẩm Vân đã giới thiệu cho tất cả mọi người chúng ta cùng biết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái chuyên mục quen thuộc với mọi người, đó là cái phần trả lời câu hỏi mà cô Cẩm Vân sẽ trả lời những thắc mắc mà các bạn gửi về cho chương trình. Đây, thưa cô, có một cái lá thư của khán giả gửi về cho cô. Họ hỏi về những cái mẹo vặt trong nhà bếp. Bởi vì khi mà họ thấy cô làm bếp á, thì tất cả những cái đồ như là nồi, niêu, son, chảo, chén, dĩa, dụng cụ nhà bếp thì rất là sạch và nó mới lâu. Không biết là mình có cái cách nào để mình có thể giữ được cái độ sạch, độ sáng bóng của nó. Cũng như là khi những cái nồi, những cái chảo thế này nè cô, lúc mình mới mua về á, họ còn dán tem. Mình nếu không biết á, mình bóc tem ra nó hay bị dính cái phần giấy còn sót lại trên đó đó cô. Thì mình phải làm sao để cho gỡ ra mà không bị dính cô? Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ hai. Đó là mình làm sao để mình có thể mình bóc được những cái nhãn người ta dán ở trên cái vật dụng nhà bếp. Rất là dễ. Nếu chúng ta có máy sấy tóc thì chúng ta sẽ để chế độ nóng, rất nóng. Và chúng ta xì ở trên cái, tôi nói thí dụ, ở trên cái này nó có một cái miếng nhãn. Và chúng ta làm sao? Chúng ta dùng máy sấy tóc, chúng ta xì liên tục. Và cái nóng, cái hơi nóng của cái máy sấy tóc sẽ làm cho cái miếng keo đó nó bong bóc ra. Và khi nó bóc ra nó không để lại bất cứ một dấu tích trời gì. Trời ơi, đơn giản vậy thôi đó hả cô? Vâng. Về cô mua liền cái máy sấy tóc. Không, bây giờ đấy là đối với những người có máy sấy tóc. Dạ. Nhưng mà không phải nhà nào cũng có máy sấy tóc. Thành ra là mình sẽ làm gì? Chắc chắn nhà nào cũng sẽ có một cái gì để làm nóng nước lên chẳng hạn. Dạ, như mình... ấm nước sôi. Dạ. Ví dụ vậy thì ấm nước đang sôi, các bạn sẽ hơ ở trên cái hơi nóng của nước đang bốc lên thì phần nóng đó cũng sẽ làm chóc. Cái thứ ba chúng ta làm rất là dễ, đó là bật lửa. Cái bật lửa hơ nóng, chúng ta hơ đều trong bên trong dưới đáy
của cái phần rán này nó cũng sẽ chóc. Và cái cuối cùng mà chúng ta có thể làm đó là chúng ta dùng một cái đèn cầy. Tại vì nhiều khi bật lửa mình cầm mãi thì nó sẽ nóng. Với một cái diện tích bé thì không sao, nhưng chẳng hạn một cái nhãn nó lớn thế này mà mình cứ cầm mình đưa qua đưa lại, đó là chưa kể ai đi ngang mà hất vô một cái là cũng nguy hiểm. Dạ, cái nhãn nó chưa có bông ra là cái lớp da mà nó bông trước rồi đó. Thành ra là mình sẽ dùng một cái đèn cầy, một cái nến á, mình sẽ đốt nó lên và mình cũng cầm đó mình hơ trên cái ngọn lửa thì nó sẽ chóc. Trong trường hợp các bạn nóng tính, tức là mình nghĩ rằng nó đã chóc nhưng mà lấy ra nhưng nó lại chưa chóc hết, tức là nó chỉ chóc được 50 hoặc 70%, phần còn lại chúng ta làm gì? Đừng có nóng vội bằng cách dùng dao cạo hoặc là dùng bối chùi son mà chà, bởi vì bây giờ mình sẽ làm hỏng cái mặt của cái vật dụng mình đang dùng. Thì chúng ta sẽ dùng gì? Chúng ta sẽ dùng xăng hoặc là dầu hôi, xăng mà chạy xe đó, hoặc là dầu hôi, chúng ta sẽ dùng và chúng ta chùi. Nhưng chúng ta hạn chế, cố gắng kiên nhẫn, bởi vì cái gì kiên nhẫn? Các cụ đã nói dục tóc bất đạt. Tức là chúng ta nếu nó nóng vội mà để cho nó đạt được kết quả thì bây giờ kết quả lại là xấu nhất. Dạ. Khi mà chúng ta sử dụng xăng hoặc là dầu hôi để chúng ta chùi cái nhãn, cái keo đó thì cái cảnh báo đó là tránh xa bếp lửa. Đúng. Tránh xa hộp quẹt ga. Và cái mùi dầu hôi để lại có thể các bạn rửa không kỹ nó sẽ hỏng cái món ăn mình sẽ định nấu. Bây giờ đến câu hỏi đầu tiên, khi Đại Nghĩa hỏi rằng làm sao để vật dụng nhà bếp trắng sáng thế này. Thú thật với các bạn rằng nếu các bạn nghĩ rằng đây chỉ là những cảnh quay của chúng tôi chỉ làm để biểu diễn cho các bạn xem thì không đúng đâu. Bởi vì ngay trong gia đình tôi, và tôi nghĩ rằng đối với bạn Đại Nghĩa cũng thế, cái nhà bếp mà nó càng sạch thì món ăn càng ngon. Và muốn như vậy, tự bản thân các bà nội trợ phải tự mình mà o bế cái vật dụng của mình. Bởi vì khi mình vào bếp thì nồi niêu xoong chảo trở thành những người bạn thân thiết nhất. Và các bạn bằng cách trong nhà bao giờ cũng phải có các loại như thế này, chất tẩy rửa của một số những cái nhãn hàng người ta đã có sẵn. Người ta ghi là chất tẩy rửa nhà bếp, chất tẩy rửa nồi niêu xoong chảo. Thì các bạn có thể mua về và pha loãng ra để mà rửa. Cái thứ hai nữa, mình làm bếp thì không thể nào không có bối chùi son. Chúng ta phải có bối chùi son. Và bây giờ đó, tâm lý chung á, là mình xài đồ nhôm, mình xài bếp ga, mình xài bếp điện tử, cớ sao mình phải chùi son chi cho mệt. Tại vì mấy cái đó nó đâu có bám lửa khói như là bếp củi, bếp than. Nhưng các bạn quên đấy, lửa ga, lửa gì chăng nữa trong quá trình mình nấu cũng vẫn có thể để lại những vết ố. Và sau khi chúng ta làm xong, chúng ta không cọ rửa sạch thì mỗi ngày một tích lũy lại thì vệt ố đó sẽ làm cho nồi niêu xoong chảo nó sẽ bẩn. Và một mẹo nhỏ để có thể tẩy rửa ly, tách, chén, đĩa bằng thủy tinh trong hoặc là bằng sứ, bằng men như thế này, đó là thỉnh thoảng một tháng một lần chúng ta pha nước tẩy Ozaven á, nước Ozaven pha loãng, và chúng ta ngâm chừng khoảng 15 phút, sau đó chúng ta vớt ra rửa lại bằng xà bông thật sạch, tráng lại bằng nước sôi, bảo đảm với các bạn rằng siêu thị cũng thua. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Có lẽ cái câu này nó không bao giờ là sai cả. Đặc biệt là với những người làm bếp như cô Vân, hoặc là với những người nào hay làm nội trợ trong gia đình. Xin cảm ơn cô Vân và những chia sẻ vừa rồi, cũng như là hôm nay cô Vân đã giới thiệu cho chúng ta về một cái món ăn rất là hấp dẫn, đậu hũ bách hoa. Quý vị khán giả hãy thử làm xem sao nha. Đến đây thì chương trình Món Chay của Trung tâm Diệu Pháp Âm xin được phép kết thúc. Đại Nghĩa và cô Cẩm Vân xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau. Xin thân ái, chào tạm biệt.